đúng là tình cảm lưu luyến ngọt ngào và đến nỗi chúng tôi không dứt áo ra về được đâu. Nên là nói thật mà nói là đến bây giờ là tâm tư chúng tôi muốn về nhưng mà trái tim nó cứ bảo ở lại. Thế nên là nói thôi, ngày giờ vui nào cũng đến lúc chia tay. Thôi một lần nữa cảm ơn thiện tình của họ nhà gái. Và tôi xin nhắc lại, đây là đám cưới tôi dự vui nhất từ trước đến nay. Chương của đám cưới là vui bằng. Nhưng mặc dù tôi là trưởng chi của một họa, tôi phát biểu quá nhiều ấy, nhưng mà chưa đám cưới là vui như đám cưới này đấy. Thì thôi một lần nữa cảm ơn ông bà thân sinh ra cháu An Phong đã cho chúng tôi một nàng dâu tuyệt vời đúng theo mong mỏi của chúng tôi đấy. Và chúng tôi xin không biết nói gì hơn ngoài cái là cảm ơn và cảm ơn đấy nhá. Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn các cụ, các bà, có thể cô chú thì đã cùng nhau trở về đây để chúc phúc cho hai cháu có những hai em chúng ta. Và đại diện với phía nhà trai cũng đã nói lên lời và tiệc cưới hôm nay rất là vui. Thế nhưng mà quý vị ơi, chúng ta chưa được nghe thấy đại diện phía nhà trai mời chúng ta đi uống rượu được không ạ? Vâng, xin mời bác mình sẽ mời một chút nữa ạ. Thế này, tôi MC nói thế là sai vì tôi đến từng mâm rồi. Chúc từng người, bắt tay từng người mà thậm chí có người đến 5-6 lần rồi. Nên là thế nên là thôi em xin thông cảm, đợi dịp sau anh em mình sẽ thêm còn một lần nữa là tôi chạm mà cốc với anh Minh là quay là chúc cho tình thông gia của đôi bên là ngày thêm bền chặt và sẽ là một nền tảng vững chắc để hai cháu chúng nó, con thuyền chúng nó không chòng chành tí nào cả nhá. Đấy, tức là dấu trăm mỹ lệch cũng kê cho bằng đấy. Ai đó nói một câu là dấu trăm mỹ lệch cũng kê cho bằng. Tôi với anh Minh kê bằng luôn. Thế thì đây là một cái dịp mà tôi một cái có thể nói là trong đời tôi lần đầu tiên ấy là tôi thích đó, biết chưa? Đến đây nào là món ăn thì ngon này, cái gì cũng hợp này, và hai nữa là vui ơi là vui này, thật là thật không thể có cái gì diễn tả bằng ấy. Anh Minh tiếp lời tôi là anh Minh. Chỗ bác Sơn nói là còn thiếu một món ăn, tức là của dân tộc miền Bắc mình. Bác ấy chấm thấy đắng đắng mà thấy thơm thơm. À, bác ấy không nói ra, tức là món nạp biện. Vâng, đây là món nạp biện là món đặc sản của Tây Bắc chúng ta. Vâng, thế cũng xin thông báo báo cáo với tất cả quý vị, quý khách là cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải chia tay. Thì gia đình nhà trai cũng đến giờ phút này thì cũng sẽ lên đường để trở về nhà. Thì tôi không biết nói gì hơn là xin cảm ơn gia đình nhà trai đấy, đã bất chút thời gian mà lên đây rất là chu đáo. Thế còn riêng gia đình nhà gái chúng tôi xin hứa là sau khi về chỗ Thái Bình ấy, chúng tôi cũng muốn có một đĩa nhạc xòe như này, nhạc xòe của Tây Bắc ấy, để chúng ta cùng múa lại múa xòe ở Thái Bình nhá. Để chúng ta cùng múa lại múa xòe ở Thái Bình. Vâng, chúng tôi là người dân tộc Thái Tây Bắc. Thế còn như gia đình nhà trai là dân tộc Thái của Thái Bình. Thế chúng ta cũng muốn là điều xòe là điều xòe chung tay. Thế cho nên là tôi cũng muốn là khi về Thái Bình là chúng ta sẽ có một điều xòe như thế. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh các chị, bà con cô bác đã bớt chút thời gian đến chung vui với gia đình ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đại diện của nhà trai đã cùng trở về đây trao cho chúng tôi một rể hiền. Vâng, khắp thương. Và
sau đây cũng đến giờ đại diện phía nhà trai sẽ trở về gia đình. Một lần nữa đại diện cũng như ban tổ chức xin được chúc bên phía nhà trai chúng ta sẽ lên đường thượng lộ bình an, và không ngày không xa nữa, trong một tuần nữa chúng ta sẽ gặp lại tại phía nhà trai để long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn chú rể Khắc Tuân và cô dâu Khắc An Phong. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Tôi xin một phút là báo cáo với các quý vị là hôm 18-19 tức là âm lịch là chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới chính thức cho hai cháu ở họ nhà trai. Vậy kính mời các quý vị đến đông đủ để ta mở rộng vòng xe. Ta cũng sẽ xe ở Thái Bình y như thế này thôi. Vâng, cảm ơn lời mời của bác Sơn rất là nhiều ạ. Và cảm ơn một đứa xin mời đại diện chúng ta sẽ cùng trao chén nước, chén rượu để tiến cô dâu An Phong cũng như đại diện của cái nhà trai chúng ta trở về gia đình thương lộ bình an. Xin mời ạ.